Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong đêm nay và sáng mai, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Với hướng tăng cường lệch đông nên khối không khí lạnh chỉ làm cho nhiệt độ giảm nhẹ cho các tỉnh miền Bắc. Cùng với đó là hiện tượng sương mù che phủ sẽ xuất hiện nhiều nơi. Cụ thể, một số nơi ở vùng đồng bằng và ven biển còn xuất hiện mưa rải rác. Nền nhiệt trong ngày tăng chậm và có sự phân hóa rõ rệt. Vùng ven biển cũng như khu vực vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, nhiệt độ sẽ ở mức từ 19 đến 21 độ trời rát. Các nơi khác còn lại của khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn ở mức từ 20 đến 23 độ. Dự báo từ ngày 11 tháng 1 và ngày 13 tháng 1 sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh mới tăng cường tràn xuống nước ta, khiến cho nhiệt độ ban ngày ở khu vực miền Bắc có thể giảm mạnh, có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác, tình trạng rét mạnh, rét đậm, rét hại khi về đêm và sáng sớm, tiếp tục kéo dài cho đến Tết âm lịch Nhâm Dần. Lưu xuống khu vực miền Trung, trong hôm nay tiếp tục duy trì trời nhiều mây. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Nam là sẽ có mưa, mưa vừa đến mưa to. Do có mưa nên khiến cho nhiệt độ từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế thấp chỉ từ 17 đến 20 độ, trời rát cả ngày. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi nhiệt độ cao hơn từ 23 đến 26 độ. Còn đối với các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ ở ngưỡng là từ 27 đến 30 độ. Lui xuống phía Nam, hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thời tiết phổ biến vẫn là ngày nắng ráo, nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng từ 30 đến 33 độ ở khu vực Nam Bộ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên nhờ địa hình cao nên dù có nắng cả ngày nhưng nhiệt độ trưa chiều cũng sẽ duy trì trong ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Về đêm và sáng sớm mai, mức nhiệt ở vùng cao Tây Nguyên duy trì từ 17 đến 20 độ trời rét. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì trời cũng sẽ lạnh về sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 4 lên cấp 5. Mưa rào vẫn xuất hiện rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nên bà con nhân dân cần hết sức chú ý. Còn các vùng biển còn lại đều có thời tiết khá tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.